Người đàn ông này chính là một trong 7 xạ thủ xuất sắc nhất nước Mỹ. Anh và các đồng đội đang thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là giải cứu những con tin đang nằm trong tay của bọn khủng bố khét tiếng và tiêu diệt các băng đảng xã hội đen chuyên buôn bán vũ khí. Vậy họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì? Diễn biến của bộ phim sẽ ra sao? Xin mời các bạn cùng mình tìm hiểu nha! Ở thủ đô Manila của Philippines, đại sứ Hoa Kỳ dùng chuyên cơ đến trường quốc tế đón con trai, mà một băng đảng tội phạm quốc tế cũng đang ấp ủ một âm mưu. Một phần tử khủng bố chế Trần Abu và một nữ đồng bọn lái chiếc xe kem ốc quế dường như cùng đến trường học với đại sứ. Đám trẻ nhìn thấy xe kem ốc quế thì lần lượt chạy tới mua kem. Con trai của đại sứ cũng bảo cha cậu đi mua. Lúc Abu rời khỏi hiện trường thì vụ nổ cũng xảy ra. Cha con đại sứ và vô số đứa trẻ vô tội đều bị nổ chết. Ở Costa Rica, ông trùm người Nga Christo đến một cô nhi viện thăm bọn trẻ. Nhưng Christo vẫn luôn bị hai đặc vụ CIA là Ross và Lisa giám sát. Christo là nhà đầu tư mạnh tay sở hữu hàng tỷ đô la, bề ngoài là một doanh nhân và nhà từ thiện, phía sau lại bí mật buôn lậu quân sự, tống tiền và buôn bán ma túy. Sau khi liên bang Xô Viết sụp đổ, Christo đã di cư đến Costa Rica, lại bí mật làm vụ buôn bán thuốc cấm để đổi lấy vũ khí với Nga và xã hội đen Mexico cùng phiến quân Colombia. Sở dĩ Abu có thể phát động tấn công với toàn thế giới chính là có sự ủng hộ của Christo ở phía sau, mà Abu cũng là một trong những kẻ sát nhân trong vụ bắt cóc con tin ở Beachland. Hôm đó, lúc Ross và Lisa đang hội ý thì thuộc hạ của Christo giả vờ thành người giao hàng tập kích chỗ ở của họ. Ross bị bắn chết. Mặc dù Lisa bắn chết một tên xã hội đen nhưng vẫn bị đánh ngất và bắt đi. Hai sự việc liên tiếp xảy ra chấn động cả Hoa Kỳ. Nhóm đội 7 của đội SEAL đóng quân tại một căn cứ ở Colorado được cử khẩn cấp thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Đội trưởng của họ là thượng úy Rock sắp làm cha và trung sĩ phụ tá của anh ấy, Dave. Lẽ ra họ phải trải qua kỳ nghỉ hạnh phúc cùng với gia đình, nhưng đối mặt với chiến tranh, ý chí quốc gia mới là quan trọng nhất, không cho phép một chút tình yêu. Trong căn cứ bí mật của Christo, Lisa bị đánh sưng vù nửa mặt như bánh bao. Nhưng khi cuộc gọi của Christo đến, cô giả vờ ngốc nghếch nói mình là bác sĩ từ Mexico đến. Nhưng Christo đã biết thân phận của cô từ lâu rồi. Hắn ra lệnh thuộc hạ tiếp tục hành hình đến khi cô khai ra thì thôi. Căn cứ bí mật của Hoa Kỳ ở Costa Rica, đội trưởng thông báo chi tiết nhiệm vụ với mọi người. Đội đột kích SEAL nhận lệnh xuất phát. Họ lợi dụng ánh trăng nhảy dù lên máy bay vận tải. Các đội viên dùng cách nhảy cao tiếp cận rơi xuống với tốc độ 200 km/h ở độ cao 10.000m và hạ cánh bằng dù ở độ cao khoảng 1.000m so với mặt đất. Sau khi hạ xuống, họ gửi tín hiệu đến trụ sở và thăm dò phương hướng của kẻ thù. Sau đó họ lập kế hoạch tác chiến tiếp theo. Lúc mặt trời nhô lên, máy bay trực thăng MS-47I của Trung đoàn tác chiến đặc chủng 160 của quân đội Hoa Kỳ thả hai chiếc xuồng đặc chiến Sóc R xuống dưới sông. Đội đột kích SEAL và đội NBASYCC hạ cánh hoàn tất. Họ khẩn trương lắp ráp súng máy M240 và súng máy Gatling. Đội đặc chủng vượt sóng, phóng máy bay không người lái Corvus Corax để trinh sát trên không. Đội đột kích SEAL phụ trách đánh đầu trận. Đội SBS ẩn nấp ở bên bờ nội địa tuần tra ứng phó yểm hộ. Ở trong một ngôi nhà nhỏ hoang vu, Lisa đã bị tra tấn tàn nhẫn. Thậm chí kẻ thù còn dùng máy khoan điện khoan xuyên qua tay chân cô để tra khảo. Lisa không thể chịu nổi cực hình tàn nhẫn như vậy, tiếng hét vang đến bên đội đặc chiến trên bờ. Đội viên SEAL cũng không đợi nổi nữa, quyết định tấn công và gọi SYCC hỗ trợ. Nhưng đội tàu tuần tra nói rằng 15 phút sau mới đến được, vẫn còn một khoảng thời gian mới đến hỗ trợ. Vì thế các đội viên quyết định chia làm hai nhóm. Trung sĩ Dave dẫn 5 người tác chiến đổ bộ chậm rãi băng qua đầm nước. Thượng úy Rock thì ở trên bờ chịu trách nhiệm bắn tỉa và sử dụng máy bay không người lái để trinh sát. Một lính đặc chủng vẫy nhẹ hai tay trong nước, tay súng bắn tỉa ngầm hiểu trong lòng. Tay súng cầm súng bắn tỉa bán tự động TAC-20 bị bắn chết, giết lính canh đang giữ cảnh báo MP-5A2. Đội viên lặn xuống nước nhận lấy thi thể và đề phòng tiếng rơi xuống nước làm kinh động tới người khác. Lính bắn tỉa và đội đột kích phối hợp ăn ý với nhau, giết từng kẻ địch ở vòng ngoài. Sau đó họ lẻn vào doanh trại thông qua hàng rào sắt. Các đội viên yểm hộ lẫn nhau, lặng lẽ lục soát. Họ vào trong nhà đứng mọi ngóc ngách kiểm soát tầm bắn. Thế nhưng, đội viên vẫn bị một kẻ địch trong nhà phát hiện ra. Một kẻ địch cầm súng trường tấn công G3 bắn các đội viên đang lục soát trong phòng thông qua tường gỗ. Trận chiến lập tức xảy ra. Những bức tường bị đạn 7,62mm bắn thủng lỗ chỗ. Đột tiến. Kẻ địch giữ khẩu súng MP5A2 bên ngoài nhanh chóng ép sát lại.
Súng bắn tỉa ngồi chờ cá cắn câu, bắn chết bằng một phát súng. Cuối cùng các đội viên cũng vào được trong phòng cứu. Lisa bị khoan cả hai tay và hai chân, mà trong trận chiến vừa nãy, một đội viên bị đạn bắn xuyên qua mắt bị thương nặng. Trung sĩ Dave lo lắng xảy ra bất trắc, vẫn quyết định xác minh thân phận con tin rồi rút lui. Nhưng kẻ địch có hai chiếc xe sắp trở về doanh trại. Trong lúc cấp bách, họ khẩn trương liên lạc với SYCC, sau đó chuyển hai người bị thương lên xe tải vừa mới nhặt được, lái xe chạy trốn. Họ vừa lái xe ra ngoài thì gặp phải xe của kẻ địch trở về. Đội bắn tỉa nhanh chóng tới điểm tập hợp. Sau đó Dave nói với họ bằng điện thoại vô tuyến, bây giờ chúng tôi không thể tập hợp với các anh được. Xe của kẻ địch đuổi sát theo sau, phải đổi điểm sơ tán mới. Tay súng trên xe kẻ địch bắn họ, các đội viên còn mang theo đội viên và con tin bị thương, vô cùng bị động. Trong lúc cấp bách, nhóm bắn tỉa chạy tới, lấy ra khẩu súng bazooka dùng một lần M72 kéo chốt an toàn rồi bắn một phát. Truy binh bị bắn nổ xe và lật ngược, nhưng vẫn còn một chiếc xe đang đuổi theo ở phía sau. Sau khi các đồng đội đều tập hợp cùng nhau nhảy lên xe bán tải tấn công quân địch, nhưng thương thế của Mickey lại không hề lạc quan, ngay cả hô hấp và mạch đập đều không còn nữa. Kẻ địch đương nhiên cũng không phải yếu đuối. Hai chiếc xe tải lớn của chúng đuổi theo họ, còn mang theo bazooka. Bây giờ điểm sơ tán thứ hai theo dự định cũng không đến được nữa. Họ báo cáo với đội bạn SYCC rằng đang tiến tới điểm sơ tán thứ ba. Tổng cộng có 8 người, 2 người bị thương. Đúng lúc này, Mickey đột nhiên tỉnh lại, mắt của anh ấy bị bắn trúng, cũng không nhìn rõ gì cả, tâm trạng vô cùng kích động. Mọi người liên tục an ủi anh ấy và vẫn đang chiến đấu trước truy binh. Tài xế phóng nhanh như tên bắn trên con đường nhỏ hẹp, cuối cùng đến bờ sông vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, suýt nữa xảy ra tai họa, hiểm họa khắp nơi. Các đội viên không hề dừng lại mà băng xe qua dòng sông, họ gian nan leo ra ngoài xe, truy binh phía sau lập tức đuổi theo. Vì sao đội cứu trợ vẫn chưa đến vậy? Khi mọi hy vọng đều hóa thành cát bụi thì đội SBS như thiên thần hạ phàm. Súng máy Gatling bắn ra với tốc độ 6.000 phát mỗi phút, xả cơn mưa bão đạn đổ vào bờ. Xe của kẻ địch nát như mì ăn liền. Hai khẩu súng Gatling thêm hai khẩu M240 chống lại làn sóng tàn nhẫn. Đây là cảnh bùng nổ nhất và cháy nhất trong cả bộ phim. Xem cả ngàn lần vẫn thấy đã. Trong lúc rút lui khó khăn, chiến dịch giải cứu con tin lần này đã thành công. Các thành viên còn sống sót trong nhóm lộ ra sự mệt mỏi và kinh hoàng trên mặt, nhưng kẻ đầu sỏ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ở thủ đô của Ukraine, Abu đến một xưởng may bị đóng kín mít. Ông gặp trùm băng đảng người Nga Karimov đang kéo đàn violin ở đó. Karimov bí mật chế tạo ra một loạt áo khoác tự nổ, vì thế Abu đích thân tới lấy hàng. Karimov nói rằng chiếc áo này sử dụng loại vải nhẹ nhất. Bên trong còn cho thêm vô số quả bóng nhỏ để tăng thêm uy lực sau khi phát nổ. Điều này chưa là gì, quan trọng nhất là dù dùng bất kỳ thiết bị kiểm tra cũng không kiểm tra ra được chiếc áo tự nổ này. Tuyệt đối an toàn, cái áo này một khi phát nổ thì những người xung quanh đều sẽ chết. Abu nghe thấy vậy thì trong mắt tràn đầy phấn khích, run rẩy không ngừng. Quả nhiên Abu và Christo đã gặp mặt, là bạn thân thuở nhỏ. Christo nói rằng mình bị CIA theo dõi, anh ta lúc này chỉ muốn cùng người nhà di cư đến Costa Rica để lánh nạn. Abu rất tức giận khi thấy mình sắp bị đồng đội vứt bỏ và phải chiến đấu một mình. Ở bên khác, đội SEAL trở lại tàu chiến Asbon ôm Richard, hai người bị thương cũng được chữa trị khỏi. Đội trưởng nói rằng đã giải cứu được con tin thành công, nhưng Lisa nên sớm báo cáo những chuyện này, bởi vì chuyện này dường như là chuyện lớn. Abu là phần tử khủng bố chế trần cực đoan. Còn thật ra Christo không phải là buôn bán thuốc cấm mà là buôn lậu, bởi vì chỉ có Christo mới biết cách vận chuyển Abu và thuộc hạ đến Hoa Kỳ. Sau một hồi suy đoán, rất có thể chúng sẽ băng qua Mexico vào Hoa Kỳ. Sau một khoảng thời gian, đội SEAL lại bay trên không ở vùng biển Châu Phi và vào trong đội tàu ngầm hải quân đang tuần tra ở biển. Sau khi vào trong Somalia, họ phát hiện hai máy bay lần lượt hạ cánh, mà trên đường bộ lại có mấy chiếc xe chở đầy binh lính Somalia. Quả nhiên chúng định cất giấu vũ khí ở trong Somalia để di cư. Nhưng những người khuân vác này đều là binh lính địa phương, mà một thành viên trong nhóm phát hiện 16 người đàn ông đang hành lễ đều là người Philippines. Sau khi máy bay cất cánh, các thành viên liền báo cáo cho tàu ôm Richard. Ôm Richard quả nhiên phát hiện hai máy bay đang bay về phía Mexico. Đồng thời, họ lại phát hiện ra một tin tức. Hành tung của Christo đã bị bại lộ, bây giờ là thời cơ tốt để bắt anh ta. Đội 4 của đội đột kích SEAL nhận lệnh vây bắt. Một cảnh tượng VBSS chuẩn chỉnh được triển khai một cách lưu loát sinh động. Đội đột kích SEAL trên tàu tác chiến Mark 5 và trực thăng Seahawk bao vây tứ phía. Họ nhanh chóng chặn du thuyền sang trọng của Christo. Một tên mai thúy lợi dụng vụ đắm tàu để trốn thoát và dùng súng tiểu liên để bắn trả, nhưng hắn bị bắn trúng đầu chết tại thuyền. Cứ như vậy, Christo bị bắt, tính mạng người nhà đang trong tay quân đội Hoa Kỳ nên hắn ta phải nhận tội. Hắn nói với họ mấy ngày sau, 16 sát thủ dùng súng thật đạn thật sẽ mặc 16 áo khoác tự nổ chứa đầy quả bóng nhỏ.
phát động tấn công khủng bố ở Mỹ. Bất cứ lúc nào họ cũng sẽ vượt qua biên giới và vênh váo vào tiến vào Mỹ. Bất cứ thành phố nào cũng có khả năng bị gặp họa. Đội SEAL lập tức nhận nhiệm vụ, con tàu ôm Richard đến một hòn đảo nhỏ ngoài khơi gần bờ biển Mexico. Lợi dụng màn đêm đến thị trấn bị phần tử khủng bố chiếm đóng, các thành viên trong nhóm đeo kính PVS nhìn ban đêm, lặng lẽ xâm nhập, họ yên lặng tiến vào trong thôn, cũng không nổ súng. Sau khi lục soát từng nhà, một bà mẹ đang dỗ con sợ hãi hét lên, nổ súng, nổ súng. Phần tử khủng bố trong thị trấn lập tức cảnh giác, các thành viên và phần tử khủng bố bắt đầu cuộc đấu súng khốc liệt. Cùng lúc đó, các xạ thủ súng máy SEAL mai phục ở phía trước, với 4 súng máy hỏa lực M249 và trực thăng cũng tới cứu trợ. Một tên phần tử khủng bố cũng cầm khẩu APG tới đối phó với thành viên, nhưng may mắn cách quá xa, chưa đạt tới khoảng cách kíp nổ. Thêm sự yểm hộ của áo chống đạn, thành viên thoát chết trong gang tấc. Sau khi cuộc chiến kết thúc, các chiến sĩ lấy được một chiếc áo khoác tự nổ, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc bởi vì Abu vẫn còn sống. Thuộc hạ của hắn ta còn hơn một nửa đang ở thành phố biên giới Mexicali. Chúng dự định ngày mai sẽ lẻn qua biên giới. Chúng đến Las Vegas phát động tấn công. Thượng tá nói với họ tàu chiến ôm Richard sẽ tiếp tục chờ lệnh. Họ được đưa đến Mexicali ngay lập tức và phối hợp với lực lượng chống khủng bố Mexico để hành động. Sau khi đồng ý với chính phủ Mexico, các đội viên ngồi máy bay trực thăng đến Mexicali và gặp chỉ huy của lực lượng đặc chủng Mexico. Chỉ huy nói với họ rằng 8 kẻ tấn công còn lại đều đang ở trong một nhà máy sữa ở ngoại ô, nơi đó có một đường hầm có thể lẻn vào nước Mỹ. Hơn nữa, gần đó còn là địa bàn của xã hội đen Mexico. Đám xã hội đen này cũng không phải kẻ vô dụng, cực kỳ nguy hiểm. Đây xem như là một trận chiến khó khăn. Họ không chỉ phải đối phó với 8 kẻ kia, mà phải đối phó với phần tử xã hội đen cấu kết với chúng. Một khi bọn chúng lẻn vào nước Mỹ thì sẽ biến mất không dấu vết. Do vậy phải bắt được bọn chúng ở Mexico. Rock nói với chỉ huy của Mexico, đợi khi vào trong địa bàn của bọn xã hội đen thì đừng dừng xe. Hãy tung hoành mọi nẻo đường. Quả nhiên, họ nhìn thấy rất nhiều tên xã hội đen ở trên đường đi, đang xem họ đột nhập vào bằng xe tải lớn, đâm thẳng vào đoàn xe xã hội đen, đồng thời cũng tiêu diệt kẻ thù ở nơi cao. Cuối cùng họ đâm thẳng vào cửa lớn của nhà máy sữa. Còn Abu trong nhà máy sữa nghe thấy tiếng động của họ thì lập tức cảnh giác và rời đi khẩn cấp. Hai đội đặc chủng Mexico nhanh chóng độ súng với băng đảnh xã hội đen, bắn chết vô số người. Abu nghe thấy tiếng súng thì để một cô gái ở phía sau yểm hộ và xúi giục cô làm công tác chuẩn bị hy sinh. Các thành viên trong nhóm đột phá đến một căn phòng, vừa hay gặp phải cô gái buộc đầy bom trên người. Cô gái cầm chốt kích nổ trong tay và nước mắt đầy mặt, cô không muốn chết. Các thành viên lập tức hét lớn, có bom. Cô gái đó nổ rồi. Đợi phát nổ xong, các thành viên lại tiến vào lục soát, nhưng một phần tử xã hội đen từ trên lầu lặng lẽ ném lựu đạn F1 xuống dưới. Căn phòng bị bịt kín như vậy căn bản không thể tránh thoát và đối phó. Giữa sự sống và cái chết, Rock nhanh chóng bổ nhào lên lựu đạn và anh dũng hy sinh. Mặc dù đã mặc áo chống đạn nhưng thành viên này vẫn hy sinh. Cảnh tượng này được chuyển thể từ câu chuyện có thật. Trung sĩ Dave lập tức chỉ huy toàn đội bắn chết những phần tử khủng bố còn lại. Abu Sager lỡ vận bắn nhau với Dave bị bắn trọng thương, trên người Dave trúng mười mấy phát đạn. Lúc sắp ngất đi, anh còn dùng khẩu súng P226 trong tay bắn chết một kẻ địch, bắn hết tất cả đạn. Abu thấy đối phương không còn đạn nữa thì lặng lẽ thò đầu ra chuẩn bị lại gần kiểm tra và lấy súng. Nhưng hắn ta bị thành viên vừa tới bắn chết tại chỗ. Sau khi trở về nước Mỹ, Rock được chôn cất danh dự tại nghĩa trang quốc gia Arlington. Còn Dave mặc dù đã mặc áo chống đạn nhưng trúng mười mấy phát súng đã thành tàn phế, phải ngồi xe lăn tham dự tang lễ. Mickey cũng trở thành một người chột mắt. Trong tang lễ, các thành viên lần lượt gỡ huy hiệu thanh kiếm Poseidon, tượng trưng cho thân phận của đội đột kích SEAL, đặt lên linh cữu của Rock tưởng niệm đồng đội. Thanh kiếm Poseidon là biểu tượng thân phận của đội đột kích SEAL, chỉ có lính đặc chủng hàng đầu trải qua khóa huấn luyện tàn bạo nhất mới được nhận. Một thành viên trong đội SEAL từng nói, trên quân phục của bạn mang huy hiệu thanh kiếm Poseidon, thì khi bạn đi qua các binh lính khác, tất cả mọi người đều sẽ cung kính nể phục bạn. Dave lấy ra biểu ngữ ngôi sao cũ mà Rock luôn giữ bên cạnh ra và đưa cho vợ của Rock. Bởi vì gia đình Rock đã có nhiều thế hệ phục vụ trong quân đội. Đây là nội dung bộ phim Ark of Valor. Ok, bên trên là toàn bộ nội dung của video hôm nay. Hãy theo dõi tôi sẽ mang đến cho bạn nhiều bộ phim kinh điển.